kênh Thế Giới Chưa Được Khám Phá xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ đưa các bạn đến một điểm đến thú vị và đầy mê hoặc, đó chính là Chương Gia Giới. Nơi này nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Hãy cùng chúng mình khám phá và trải nghiệm những điều thú vị của Chương Gia Giới trong video này. Hy vọng video sẽ mang lại những kiến thức mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Cuộc sống như một trang sách, kẻ lười biếng sẽ dở qua nhanh chóng, người khôn ngoan thì vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần. Các bạn hãy xem đến cuối video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều hay ho của Chương Gia Giới ở phần cuối của video này. Khám phá vùng đất kỳ bí trong Avatar Trung Quốc. Hãy cùng chúng tôi đặt chân đến Chương Gia Giới, một điểm đến du lịch hấp dẫn tại phía Tây Bắc của Trung Quốc. Nằm giữa trái tim đất nước, thành phố này mang trong mình vẻ đẹp tuyệt vời với tọa độ 32,14 độ Bắc và 111,5 độ Kinh Đông. Với vị trí chiến lược gần sông Hoàng Hà và giáp biên giới với tỉnh Hồ Bắc, Chương Gia Giới đã trở thành một trung tâm văn hóa, kinh tế và giao thông quan trọng. Nhưng điều thú vị nhất là Chương Gia Giới được biết đến là Pandora trên trái đất, nơi diễn ra những cảnh quay đẹp như trong bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron. Vùng đất này đầy bí ẩn với hàng nghìn khối trụ sa thạch cao vút, tạo nên một cảnh quan độc đáo và hấp dẫn. Các khối đá này đã tồn tại hàng triệu năm và mang đến một thế giới ảo diệu như trong các bộ phim tiên hiệp. Trong khi khám phá Chương Gia Giới, bạn sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ bí của Vũ Lăng Nguyên, một khu thắng cảnh nổi tiếng và được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1992. Cảnh quan đá độc đáo với những tháp đá đứng, đỉnh núi mờ ảo và khe núi sâu tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp và độc đáo. Thành phố Chương Gia Giới cũng tự hào về di sản lịch sử và văn hóa của mình. Bạn có thể khám phá các địa danh và di tích lịch sử quan trọng, cùng ngắm cuộc sống đa dạng của các dân tộc thiểu số sinh sống ở đây, với người Tày chiếm tỷ lệ cao nhất. Đạo Phật cũng có sự hiện diện mạnh mẽ tại Chương Gia Giới. Với khí hậu cận nhiệt đới, vùng núi ẩm ướt, Chương Gia Giới có một môi trường tự nhiên phong phú, với nhiệt độ trung bình khoảng 16 độ C và lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.400 mm. Bạn sẽ được tận hưởng không khí trong lành và khám phá vẻ đẹp đa dạng của thiên nhiên. Nếu bạn là một người yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo, Chương Gia Giới là điểm đến hoàn hảo. Hãy trải nghiệm cảm giác đi bộ qua các đường mòn dẫn đến đỉnh núi, chiêm ngưỡng toàn cảnh đẹp từ trên cao và khám phá màn sương mù bao phủ quanh năm tại công viên rừng quốc gia Chương Gia Giới. Bạn sẽ như lạc vào một thế giới khác, nơi vẻ đẹp kỳ bí đang xen với sự huyền ảo. Chương Gia Giới không chỉ là một thành phố du lịch quan trọng mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa và lịch sử đáng khám phá. Hãy lên kế hoạch cho một hành trình tới vùng đất này và khám phá những điều kỳ diệu mà Chương Gia Giới mang đến. Thiên Môn Sơn nằm cách thành phố Chương Gia Giới khoảng 8 km về phía nam, chính là một trong những điểm đến đẹp nhất tại Chương Gia Giới. Được tạo hóa ưu ái, núi Thiên Môn Sơn có độ cao 1.500 m và rừng xanh tươi bao phủ, mang lại một cảnh sắc tuyệt trần. Bạn có thể lên đỉnh Thiên Môn Sơn bằng đường đi bộ dài khoảng 11 km hoặc đi bằng cáp treo thú vị. Những khúc cua nguy hiểm trên con đường đi bộ là một thử thách, nhưng sẽ để đời hơn với những cảnh đẹp mê hồn xung quanh. Bạn có thể chọn tuyến cáp treo dài nhất thế giới với độ dài 7.455 m để tận hưởng toàn cảnh hùng vĩ trên đường đi. Thiên Môn Sơn không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn giữ được rừng nguyên sinh gần như còn nguyên vẹn, tạo nên một môi trường tự nhiên đa dạng và quyến rũ. Bạn cũng có thể khám phá các điểm đến đáng nhớ như cầu treo, hệ thống đường mòn núi, thác nước và hang động. Ngoài ra, Thiên Môn Sơn còn một di sản văn hóa sâu sắc với các ngôi đền, chùa và cấu trúc kiến trúc đặc biệt. Đến đây, bạn sẽ trải nghiệm một không gian phi thường và chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp của vùng đất này. Hãy cùng nhau chinh phục Thiên Môn Sơn và thưởng thức cảm giác phi thường từ đỉnh núi cổng trời. Từ đây, bạn sẽ như lạc vào một chốn tiên cảnh mộng lai với cảnh quan tuyệt đẹp và môi trường trong lành. Hãy dạo bước cùng mây và chiêm ngưỡng toàn cảnh hùng vĩ của ngọn núi, rừng và thung lũng rập mây. Để thuận lợi cho du khách, chính quyền đã xây dựng một hệ thống cáp treo và thang cuốn. Trên cáp treo dài nhất thế giới, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh con đường kỳ vĩ với 99 khúc cua uốn lượn. Và sau khi xuống từ cáp treo, bạn sẽ tiếp tục trải qua 12 vòng thang cuốn hồi hộp để đến được cổng trời. Hành trình này không chỉ mang đến trải nghiệm tuyệt vời và hồi hộp mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, cùng khám phá Thiên Môn Sơn và thưởng thức vẻ đẹp kỳ quan của nơi này. Chương Gia Giới đặc trưng bởi hai cây cầu kính.
Sạn Đậu Kính và Cầu Kính Vân Thiên Độ là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trong khu du lịch. Hãy cùng chúng tôi khám phá sự tuyệt vời của cả hai. Khi các bạn bước lên Sạn Đậu Kính, bạn sẽ trải qua một cuộc phiêu lưu đầy hồi hộp. Đường vách kính nằm trên núi Thiên Môn Sơn cho bạn cảm giác như đang bay giữa không trung. Với cảnh quan xung quanh, những đám mây trôi qua và tầm nhìn xuống đáy núi, trái tim bạn sẽ đập mạnh trong trạng thái kích thích khó tả. Tuy nhiên, đừng bỏ qua Cầu Kính Vân Thiên Độ. Đó là một địa danh nổi tiếng và hấp dẫn nhất trong khu du lịch Chiên Gia Giới, với nhiều tên gọi như Cầu Kính Thiên Vân Độ, Cầu Kính Chiên Gia Giới, Cầu Kính Đại Hiệp Cốc. Cây cầu này là một công trình ấn tượng bởi vì Cầu Kính Vân Thiên Độ có chiều dài 536m và nằm ở độ cao 280m so với đáy thung lũng, tạo ra một cảm giác hồi hộp và thách thức khi đi qua. Mặc dù trông có vẻ mỏng manh, nhưng cây cầu được làm từ 3 lớp kính cường lực và khung sắt chắc chắn, có thể chịu lực hơn 800 người cùng lúc. Một cuộc thí nghiệm khắc khe đã được tiến hành để kiểm tra độ an toàn của mặt kính trước khi cây cầu khánh thành, với 30 người đàn ông sử dụng búa đập vỡ mặt kính cùng lúc. Sau đó, họ cho lái một chiếc xe SUV nặng 2 tấn đi qua, nhưng cây cầu vẫn khỏe mạnh bình thường. Khi bạn bước qua Cầu Kính Vân Thiên Độ, không chỉ được trải nghiệm cảm giác thả mình giữa không trung và cảm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, mà bạn còn có cơ hội thử thách bản thân với trò chơi nhảy bungee. Hãy lao xuống thung lũng với dây thừng an toàn đeo trên người và trải qua những khoảnh khắc mãn nhãn và đáng nhớ. Một trong những điểm đẹp nhất của Chiên Gia Giới đó chính là Viên Gia Giới, còn được biết đến với tên gọi Thanh Nhâm Sơn, là một địa danh nằm ở phía bắc của Sam Đau Câu trong khu du lịch Chiên Gia Giới. Nơi này được biết đến với những cột đá đa dạng với hình thù khác nhau. Viên Gia Giới có hơn 3.000 cột đá với hàng trăm ngàn hình thù khác nhau, tạo thành một phong cảnh độc đáo và ấn tượng. Những cột đá này có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, từ những cột đá cao chọc, nhọn như kim, đến những cột đá có hình thù khúc khuỷu, gợn sóng hay hình dạng phức tạp hơn. Viên Gia Giới là một điểm tham quan hấp dẫn trong khu du lịch Chiên Gia Giới, thu hút du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên và sự đa dạng của những cột đá độc đáo. Du khách có thể dạo bước giữa những cột đá, khám phá các hình thù khác nhau và tận hưởng cảm giác thần tiên của không gian này. Nổi tiếng nhất ở đây có lẽ chính là ngọn núi Halaluza, trước đây được gọi là cột trụ trời Nam. Với hình dáng đặc biệt, giống như một cột trụ chống trời, ngọn núi này đã thu hút sự chú ý của du khách và người hâm mộ bộ phim Avatar. Năm 2010, tên của ngọn núi này đã được đổi thành núi Halaluza để tạo ra sự liên kết với bộ phim Avatar để thu hút khách tham quan. Một công trình độc đáo khác của Chiên Gia Giới đó là Thang Máy Bách Long. Thang Máy Bách Long là một công trình độc đáo nằm ngay bên vách núi của Viên Gia Giới trong khu lưu vực Chiên Gia Giới, được mệnh danh là thang máy cao nhất thế giới. Nó mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách. Thang Máy Bách Long được xem là một trong những thang máy cao nhất thế giới. Tốc độ thang máy vô cùng ấn tượng để vận chuyển du khách từ chân núi lên đỉnh một cách nhanh chóng. Điều này tạo ra trải nghiệm thú vị và đặc biệt cho du khách khi di chuyển qua thang máy này. Thang Máy Bách Long như một con rồng trắng khổng lồ bay thẳng lên trời khi nhìn từ xa. Nó được xây dựng sát vách núi và có khả năng nâng hạ du khách từ chân núi lên đỉnh với một tốc độ đáng kinh ngạc. Qua Thang Máy Bách Long, du khách có thể tận hưởng một cảnh quan đẹp và thú vị với cái nhìn toàn cảnh của Viên Gia Giới và những khung cảnh hùng vĩ xung quanh. Thang Máy Bách Long không chỉ là một phương tiện vận chuyển thuận tiện cho du khách, mà còn mang tính biểu tượng và đặc trưng cho khu du lịch Chiên Gia Giới. Nó là một điểm đến hấp dẫn và thu hút sự chú ý của du khách trên toàn thế giới. Để tìm kiếm một không gian lãng mạn thì các bạn hãy cùng nhau đến Hồ Bảo Phong. Chúng ta tiếp tục cùng nhau khám phá Hồ Bảo Phong, một thiên đường tuyệt đẹp nằm trong vùng đất kỳ thú của Chiên Gia Giới. Hãy chuẩn bị tinh thần để bị mê hoặc bởi vẻ đẹp không thể cưỡng lại của nơi này. Hồ Bảo Phong nằm giữa những dãy núi hùng vĩ và cảnh sắc xanh biếc trong vắt của nước, tạo nên một không gian thần tiên và lãng mạn. Với sương mù bao phủ quanh năm, Hồ Bảo Phong mang đến một cảm giác mịt mờ như lời truyền thuyết cổ đại. Khi bước chân đến đây, bạn sẽ cảm nhận được sự yên lặng và thanh bình của không gian. Ánh sáng từ trên cao tỏa sáng, tạo nên những điểm nhấn đặc biệt trên mặt nước, biến Hồ Bảo Phong thành một bức tranh tuyệt đẹp sống động. Nhưng Hồ Bảo Phong không chỉ là một địa điểm đẹp mắt, nó còn là một nơi để du khách thư giãn và thưởng thức không khí trong lành của thiên nhiên. Bạn có thể đi dạo quanh hồ để tâm hồn lạc loài trong không gian yên bình, hoặc tham gia các hoạt động như đi thuyền, câu cá để hoàn toàn tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của hồ nước này. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và không khí thanh bình, Hồ Bảo Phong thực sự xứng đáng là một trong những hồ nước đẹp nhất thế giới.
và là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá chuyên gia giới. Nếu bạn đam mê với vẻ đẹp tự nhiên thì đây chính là thiên đường của bạn. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng chuyến phiêu lưu tuyệt vời tại Hồ Bảo Phong và khám phá những điều kỳ diệu mà nơi này mang lại. Các bạn đã đi đến phần cuối của chuyến hành trình này. Chúng ta đã thực sự trải nghiệm và khám phá những điểm tham quan tuyệt đẹp của chuyên gia giới. Với những trải nghiệm và khám phá này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ kiến thức về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và những niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.